Chào các bạn, mình là Lê Văn Lộc và hôm nay mình làm video này là để mình muốn chia sẻ những kinh nghiệm, những kiến thức trong những năm vừa qua khi mà mình là một YouTuber, khi làm việc kiếm tiền với YouTube, để cho các bạn là những người đang có kế hoạch để kiếm tiền YouTube có thêm kiến thức, có thêm những kinh nghiệm để có được một công việc kiếm tiền YouTube được tốt hơn. Và lời đầu tiên mà Lộc muốn nói trong video này là Lộc khuyến khích các bạn hãy nên kiếm tiền YouTube, bởi vì việc kiếm tiền YouTube bây giờ đang là một xu thế của thời đại, và với cái xu thế này nó đang mang lại một cái nguồn thu nhập lớn cho rất là nhiều người, và thậm chí là một thu nhập rất ổn định. Và Lộc cũng muốn nói các bạn là Lộc làm rất nhiều nghề, từ thợ hàn, thợ cơ khí, từ điều hòa cho đến làm thuê kinh doanh. Và Lộc nghĩ rằng là việc kiếm tiền YouTube là một công việc kiếm tiền dễ dàng, dễ làm, và Lộc nghĩ rằng cơ hội kiếm tiền YouTube thì dành cho tất cả mọi người. Nên Lộc làm video này, lời đầu tiên Lộc muốn nói và muốn khuyến khích các bạn hãy chọn làm YouTube. Nếu như các bạn không chọn nó để trở thành một YouTuber chuyên nghiệp và chuyên kiếm tiền YouTube thì các bạn có thể kiếm tiền từ nó như một nghề tay trái, và hoàn toàn có thể các bạn sẽ có một nguồn thu nhập thụ động, một nguồn thu nhập mà các bạn không phải trực tiếp lao động, mà các bạn chỉ cần lao động một lần và nó sẽ kiếm tiền mãi mãi cho các bạn. Và đây là một xu thế của thời đại, và với cái tư duy này của YouTube đã khiến cho YouTube giờ đây trở thành một trang mạng mà gần như cả thế giới đều biết đến nó, gần một nửa thế giới truy cập vào YouTube hàng ngày, và YouTube trở thành một cái mối quan tâm, trở thành một cái từ khóa SEO, một cái từ khóa tìm kiếm của hàng triệu người. Và ngay trên đất nước Việt Nam chúng ta, những người sử dụng smartphone thì có đến 70% là xem YouTube, và họ thích xem YouTube hơn là xem các chương trình truyền hình và TV. Và Lộc tin rằng khi các bạn xem video này của Lộc thì các bạn đã xem video của những người khác rồi, và các bạn cũng đã biết rằng có rất nhiều người kiếm được rất nhiều tiền từ YouTube. Và trong những năm vừa qua Lộc cũng kiếm được tiền từ YouTube. Lộc phải học rất nhiều các kiến thức về YouTube và bị chết rất nhiều kênh, và rất nhiều những video của mình đã bị YouTube xóa đi và không thể lấy lại được. Nên là những kiến thức mà Lộc có được, những kinh nghiệm mà Lộc làm YouTube và Lộc có được thì Lộc muốn chia sẻ, muốn dành dùng nó để chia sẻ tất cả cho anh em, để trong những gì Lộc chia sẻ và update kiến thức này thì anh em có thể nắm bắt được, anh em có thể lấy nó như một lời tư vấn để anh em có thể làm một cái kênh YouTube của mình, cho riêng mình thật tốt hơn. Lộc nghĩ rằng mỗi người có một kênh YouTube là tốt, các bạn nên làm. Và các bạn nào mà xem video này mà chưa có ý tưởng để làm YouTube thì nó cũng mách luôn là các bạn hãy làm YouTube với ý tưởng là vlog, tức là làm video của riêng mình, để quay riêng mình. Ví dụ như bạn có khả năng gì, bạn hãy chia sẻ cho người ta, hãy chia sẻ, hãy làm một cách chân chính, hãy cho đi giá trị, trao đi giá trị, mang cho những người xem những video của bạn lợi ích đấy, từ trong trái tim của bạn, trong tấm lòng của bạn, các bạn cho đi đấy. Thế nên là Lộc muốn khuyên các bạn trong cái video này để các bạn chuẩn bị sẵn tinh thần là trong việc khởi đầu làm và kiếm tiền từ YouTube, hãy nhớ đừng tham lam, đừng nóng vội, hãy kiên trì. Hãy nhớ ba từ này: đừng tham lam, đừng nóng vội và hãy kiên trì. YouTube trân trọng cái người làm ăn chân chính, YouTube trân trọng cái người làm việc mà không giả dối, YouTube trân trọng cái con người làm việc với cái sự chân thành và chân thật, mang lại giá trị và lợi ích cho người khác. YouTube trân trọng những người như vậy. Các bạn phải biết rằng không ngẫu nhiên mà YouTube lại chiếm được thế giới, không ngẫu nhiên mà YouTube lại trở thành một cái tên để cho người ta nhắc tới, không ngẫu nhiên mà YouTube trở thành một thành công, bởi vì nó phải có những cái nguyên tắc của nó. Đó là những nguyên tắc tốt đẹp, đó là những nguyên tắc đã đặt ra từ lúc ban đầu. Đấy. Nó không tập trung vào cái việc là chỉ chăm chăm vào lợi nhuận, nó
trung vào cái việc là chỉ chăm chăm đi kiếm tiền. Rất nhiều người đi làm YouTube là di up kiếm rất nhiều tiền, nhưng mà cái thời đó là cái thời đã qua rồi, là năm 2015, 16, rồi là 17 đã qua rồi. YouTube bây giờ đã trở thành một ông trùm và cái thuật toán của nó đã thông minh hơn rất là nhiều. Nhà CEO đang làm việc cho YouTube là những người cực kỳ thông minh và tài giỏi, nên các bạn không thể nào lươn lẹo hay không thể nào giả dối đối với YouTube được, các bạn phải làm ăn chân thật với nó. Có một câu nói rất hay, đó là muốn trở nên giàu có và muốn kiếm được rất nhiều tiền thì việc đầu tiên là chúng ta không được nghĩ đến tiền. Chúng ta biết rằng là khi nếu ta đi làm công ăn lương, ví dụ làm tháng này ký hợp đồng là làm tháng này 3 triệu thì anh em cố gắng làm, anh em làm được 3 triệu, hay là anh em đi thử việc 2 triệu rưỡi thì ký hợp đồng là thử việc 2 triệu rưỡi, anh em đi làm cuối tháng có lương. Nhưng mà cái việc YouTube nó không phải đơn giản như vậy, nó không phải là anh em up cái video này nó sẽ trả cho anh em bao nhiêu tiền, không phải là như thế. Mà anh em phải biết là anh em nuôi YouTube, anh em nuôi cái chính cái con người của anh em, nuôi fan bằng trái tim của anh em, bằng sự chân thành của anh em, bằng sự thành thật, bằng cái sự tốt đẹp của anh em. Đó là cách mà anh em kiếm tiền YouTube. YouTube không chấp nhận những con người giả dối, không chấp nhận những con người lấy của người khác, không chấp nhận những con người nên lợi dụng YouTube, lạm dụng YouTube để kiếm tiền. YouTube thuật toán của nó cực kỳ thông minh, nên anh em nhớ là anh không thể lách qua nó được, không thể lách qua nó được. Và bây giờ anh em biết là 2018 đã qua thì nó đã hoàn thiện cái thuật toán xét duyệt kiếm tiền. Và anh em nhớ là bây giờ xét duyệt kiếm tiền đấy là những cái kênh nào mà máy móc và thuật toán của nó cảm thấy khả nghi, con người sẽ nhảy vào xét duyệt kiếm tiền. Anh em chỉ đăng một video mà có một đoạn nhạc mà giống với một video khác, cả cái thuật toán nó chưa báo cho anh em là, hoặc là không báo cho anh em là vi phạm bản quyền, hay là giống của người khác, hay là trùng, nó không báo. Nhưng mà cái thuật toán nó lại báo cho cái người mà sẽ xét duyệt cái kiếm tiền cho anh em, xét duyệt cái kiếm tiền đấy. Cho nên là anh em phải làm YouTube bằng chính cái khả năng sáng tạo của anh em, phải làm hết cỡ. Anh em không biết làm gì thì đầu tiên hãy làm vlog đi, hãy làm vlog, hãy chia sẻ những gì anh em có, chia sẻ cái khả năng của anh em có. Còn nếu anh em không có khả năng gì, hãy ngồi suy nghĩ, hãy ngồi suy nghĩ là mình có thể mang lại giá trị gì cho người khác, mình có thể mang lại lợi ích gì cho người khác. Nếu như mình làm giải trí thì mình sẽ có thể khiến người ta cười không, mình có thể mang lại ý nghĩa câu chuyện, hay là mang lại nụ cười niềm vui, hay là mang lại cái nhân văn giá trị đạo đức cho con người không. Tức là mình phải mang đi giá trị người khác. YouTube nó không đơn giản chỉ là kiếm tiền đâu, anh em phải nhớ là YouTube nó không đơn giản chỉ kiếm tiền. Và YouTube thành công đến ngày hôm nay vì nó mang lại giá trị cho người khác nên nó thành công. Anh em phải nhớ là thuật toán của nó là như vậy, và mục tiêu, mục đích của nó như vậy, và đó là nguyên tắc của YouTube là như vậy. Nên anh em phải nhớ và trở thành người đối tác làm việc với YouTube thì phải cố gắng hoàn thiện bản thân mình, là đừng tham lam, đừng nóng vội và hãy kiên trì. Đó là những gì mà đầu tiên của video này học muốn nói cho anh em, để anh em chuẩn bị tinh thần và chuẩn bị tâm thế để bắt đầu làm việc với YouTube. Các bạn đừng nghĩ là kiếm tiền YouTube là việc quá khó, nó nghĩ rằng kiếm tiền YouTube là một việc dễ, và các bạn hãy nghĩ là nó rất dễ đi, thì các bạn sẽ kiếm tiền được nó. Các bạn sẽ có ý tưởng, các bạn cứ áp lực là phải kiếm được bao nhiêu tiền, phải bao nhiêu tiền, và kiếm được như thế thì khó quá, kiếm được tiền nhiều như thế thì khó, rồi là làm sao mình có thể nổi tiếng, rồi có thể thành công như này như khác. Các bạn đừng nghĩ như vậy, các bạn đừng nghĩ là mình phải có một kênh YouTube như này như kia, đừng nghĩ quá nhiều, hãy nghĩ thật đơn giản và hãy làm những việc thật đơn giản. Các bạn hãy làm vlog đi, hay là hãy chia sẻ một cái gì đó đi, các bạn biết điều gì đó hãy chia sẻ đi. Hãy cầm điện thoại của các bạn, một chiếc smartphone thôi, rồi các bạn bật máy quay lên và quay video và đăng nó lên YouTube. Với những chia sẻ thành thật của bạn, với những chia sẻ mang giá trị và lợi ích cho cộng đồng, thì nhân viên YouTube sẽ xét duyệt bạn, sẽ cho phép bạn kiếm tiền thôi. Cũng như là Lộc đang làm cái video này, Lộc biết điều gì nó sẽ chia sẻ các bạn, nó biết kiến thức nào nó sẽ chia sẻ các bạn. Nếu các bạn cần kiến thức về SEO, nó sẽ chia sẻ các bạn. Kiến thức về marketing, nó sẽ chia sẻ các bạn. Các bạn cần kiến thức về làm những video, nó sẽ chia sẻ các bạn. Cho nên là nó nghĩ rằng cái việc này nó rất là đơn giản. Các bạn hãy làm từ việc đơn giản nhất, và hãy nghĩ rằng
công sẽ đến với mọi người, chỉ có sự kiên trì. Và khi các bạn bắt tay vào làm thì các bạn sẽ càng nghĩ ra nhiều ý tưởng, khi các bạn càng nhiệt huyết vào làm thì các bạn càng có nhiều sự sáng tạo, thì khi đó con người của chúng ta lại càng thông minh hơn đó. Thì các bạn sẽ thành công nhiều hơn. Đó là những lời tâm tình của Lộc. Và những ai đang ở YouTube một thời gian rồi mà cảm thấy mình đang bế tắc, đang thiếu hiệu quả và xem lại video của Lộc, hãy suy nghĩ lại, hãy nhớ những gì Lộc nói, hãy xem lại video này nếu bạn không nhớ, để bạn có thể thay đổi chính mình. Và các bạn